Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về tỉnh Phú Thọ, về với huyện Phù Ninh, khu vực nhà máy giấy Bãi Bằng. Tôi đến thăm vườn cảnh anh Lê Hạnh. Một không gian vườn cảnh cũng tương đối rộng, với hai khu. Đây là khu phía sau, chỗ bàn trà các anh đang ngồi uống nước. Mở đầu cuốn video, Đỗ Sinh giới thiệu cái tổng quan chung những cái tác phẩm trong khuôn viên vườn anh Lê Hạnh. Sau đó tôi sẽ chi tiết giới thiệu để chúng ta cùng nhau giao lưu những cái tác phẩm mà đã hoàn thiện hơn cả. Cũng qua làm cái thủ tục giải thể hơn. Cái này giải thể thì phải trao cho ai, trả ai giải thể. Cái là hợp tác xã không được cùng hoạt động, không có kinh doanh hoạt thái. Tức là cái bây giờ nó sẽ là gọi chủ nhiệm. Chủ nhiệm, bây giờ nó là chủ nhiệm, ông Tiến là chủ cái hội đồng trị. Còn nó vẫn có ban lệ, nhưng bây giờ nó thời kỳ đổi mới. Tức là anh lên hình rồi. Vâng, đây là khu vực vườn phía trước. Khu này rộng hơn. Trong hai cuốn video tới đây thì Đỗ Sinh sẽ giới thiệu cái khu này vào quãng độ hai cuốn video thôi, để chúng ta giao lưu. Vâng, với vài phút giới thiệu tổng quan quang cảnh chung của vườn cảnh anh Lê Hạnh, bây giờ Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết qua số điện thoại của anh Lê Hạnh trên màn hình, phút đầu và phút cuối của video chúng ta cùng nhau giao lưu. Bệ xanh đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn, một bệ xanh người ta nói là xanh ôm đá, ôm chum ôm vại và tràn chậu, thì đây lại là một bệ xanh ôm một bức tường, một cây xanh dòng xanh Nam Điền với cái tuổi đời rất là cao, vàng óng như thế này. Vâng, chúng ta đang nhìn từ xa một cái bệ xanh tầm trung rất là đẹp, với chiều cao khoảng độ gần 2 mét, tính từ mặt chậu lên phải đến 2 mét đấy, với những cái chia tay cành các phía tương đối đẹp rồi. Anh vừa mới chặn lại để tạo bông. Tất cả những cái đường kính của những cái cút thu rất côn và hợp lý. Đây phía bên này chúng ta chưa nhìn rõ cái bức tường, tí tôi chuyển sang phía đối diện để quan sát được hết. Chính vì ôm cái bức tường đó cho nên cây xanh tạo một cái vách phía bên này rất đẹp. Đây là cái đường sườn của bức tường này. Đấy, viên gạch của bức tường. Cốt rất là già, vàng óng hết cả. Vâng, thân chính đưa lên làm ngọn và những tay 1, 2
thậm chí 3-4 đã định hình xong. Rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta quay sang phía đối diện để nhìn rõ cái bức tường mà cây xanh đã ôm trọn bao nhiêu năm nay, tạo thành một cái bệ xanh rất đẹp. Đó là một cái sự phối hợp hoàn toàn tự nhiên, bởi vì cây xanh đã dựa vào bức tường để sống thì đã ôm trọn nó. Đây là hình ảnh phía bên này. Hình ảnh phía bên này thì nhìn có chiều sâu hơn. Và lúc nãy anh Hạnh có giới thiệu tôi là bên kia là mặt phải, tôi bảo không phải, đây chính bên này mới là mặt phải. Bên kia chỉ được cái vách của cái bệ xanh nó đan kết lại thôi, nó chảy thôi. Nhưng bên này nó là hài hòa giữa rễ bệ xanh và bức tường, không bị phủ kín. Và chiều sâu của cái chia thành ba thân này, anh thấy không? Đứng đằng kia nhìn nó rất rất ngược. Đằng này mới rõ được ba thân. Và đằng này mới rõ được tất cả những cái vị trí anh đã đặt những cái vết cắt tạo cút để nay mai xây dựng những cái bông tán trên đó, nó mới hợp lý. Cho nên là đây mới là mặt phải anh ạ. Mặt phải mà chúng ta cảm nhận, ta nhìn vào mặt lõm của cây để phân biệt rõ được, chứ không phải là nhìn vào mặt gồ của cây. Đây mới là tuyệt vời. Tôi sẽ lấy hình ảnh bên này. Nãy anh giới thiệu mặt phải bên kia, tôi lại phải cố để tôi chụp cái bức ảnh. Đây mới là cái bức ảnh đẹp này. Đúng rồi, hoàn thiện hơn cả. Anh đứng cạnh vào đi anh ơi. Tôi xây dựng cái video này với cái ảnh đại diện là chính cái ảnh này đây. Chụp nhá. Bắt đầu chụp này. Xong rồi. Vâng, Độ xin giới thiệu với các bạn một cái bệ xanh như tôi nói ngay ban đầu. Ôm chum, ôm vại, ôm đá, tràn trọng. Nhưng đây là ôm một góc tường. Cũng hay. Cái con cốt điền này già đấy bác Thịnh. Con cốt điền đâu? Tôi đang quay cây này, anh này nói cây đấy thì tôi tưởng anh đang nói cây tôi quay. Cứ bình tĩnh, mình sẽ quay hết mà. Anh Hạnh ạ. Vâng, tôi đang quay cái cây xanh này để cho anh em làng chơi cảm nhận được hết tự nhiên. Được, nói chung là cây này xây dựng thành những cây có dáng độc lạ và có cái kết cấu tự nhiên là ôm một bức tường như thế này. Đây, cái góc bên này rất hay, dễ trải toài theo cái đường trườn của cái bức tường xuống. Có trườn tự do. Vâng, thì tôi đang nói là rất tự nhiên mà. Không bàn tay vào. Khi mà anh đã hoàn thiện xong tất cả những cái thân cốt bệ thì khỏi nói rồi, nhưng mà tất cả những cái phần mái, các cái góc mái ấm và bồng bềnh, tán tản vân mỏng và bay nữa thì rất là đẹp. Chắc 1-2-3 năm nữa. Và cốt vị trí trên kia là đỉnh ngọn là quá hợp lý rồi. Vâng, tiếp đến kế bên là một bệ xanh Nam Điền. Với cái phần nhiều lần cắt giật mà tạo nên một cái bệ rất côn. Anh vén được cái góc này lên không? Anh cứ đứng vào đi, đấy, ghẹ đưa lên, đấy. Ui giỏi rồi, để tôi nhìn cái góc ấy. Vâng, chính đây là cái điểm nhấn để tạo lên cái nét độc lạ này. Đấy, thế mà đã côn lại như thế này. Tất nhiên là chúng ta với cái bệ này ta co soi cái phần cốt thôi, phần bệ thôi. Bệ và thân chính thôi, còn tay chi thì anh còn đang để rông để nuôi cho lớn hơn đấy.
cái chính là cái phần này tạo nên một cây xanh có cái dáng gọi là đùn lực. Vâng, có một số những cái phôi, ví dụ như phôi này dáng lão đang ôm cái lục bình, kết cấu cũng được. Sau này tạo thành những cái cây mà như tôi nói là ôm đá, ôm bình cũng lâu rồi, ở cái vị trí này đã khít đáy và đã bệt như này lâu lắm rồi. Chỉ có sợ một thời gian nữa mà nó lớn, nó vò, có khi gần vỡ cái bình ấy. Có bên trong là đặc rồi anh ạ? À, trong là xây dựng là đặc rồi à? Đặc ạ. Ờ, nếu mà thế thì nó giống là nó vỡ đấy. Không, đặc. Đây này, đã vỡ rồi đây. Bóp vỡ, đây là mặt trên mình vận chuyển. Ừ, nó bóp vỡ đấy. Vâng, trong là bê tông đặc đấy. À, thế thì được. Được rồi. À, với những cái hình ảnh này và qua số điện thoại, chúng ta liên hệ với anh Lê Hạnh mà có điều kiện đến trực tiếp. Thì đây là một cái vườn mà rất nhiều phôi đẹp, có thể tạo dáng qua cái thời gian chỉnh sửa xây dựng để có những cái tác phẩm xanh chúng ta ưng ý. À, vâng, anh Hạnh vừa cho biết là ý tưởng của anh. Xong cái phần bông tay nữa, thì đây chính là một tác phẩm như là hai con rồng, được đặt tên là Song Long, đúng không? Song Long Giao Duyên. Song Long Giao Duyên. Đúng rồi, hai cái này là nối với nhau. Cây bên này là một con rồng này. À, thì ở cái điểm nhấn tức là nối, có một cái đoạn vòng sang bên kia nối với gốc của một cây mặt trái đẹp bên cạnh. Vâng, phía bên ngược lại đây. Rồi, bên này đẹp hơn đấy. À, tới đây tôi thấy anh Hạnh có một cái bệ xanh ôm đá. Chỉ là cây xanh quê thôi, nhưng mà rất là già. Và cái vị trí cái bệ đá này đã gần như là phủ kín bởi những cái rễ. Rễ xanh quê thì nó nhỏ, người ta hay gọi là rễ bún đây. Rất là già. Và đặc biệt đã là một quần thụ gồm có 7 thân. Và thất hiền. À, đây là thân chính để xây dựng lên làm ngọn. Và 6 thân còn lại tỏa ra các phía. Đây, phía ngược lại. Và trước khi kết thúc video đầu tiên này, chúng ta đến với cây lục vừng. Ông chọn cái xe máy gọn để chọn cái gì không? À, đi ra.
này em đang xây dựng là cũng bản thân. Và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video thứ nhất để chúng ta chuyển tiếp những video sau và giới thiệu với các bạn cùng giao lưu với vườn cảnh anh Lê Hạnh ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, khu vực nhà máy giấy Bãi Bằng.